Đi đâu về Hưng? Ai đuổi, ai đuổi? Đâu? Cho Đức Trần chạy đi bên nhà xem là em ấy. Bà ai đuổi? Lấy đất ném. Lấy đất ném á? Vâng. Thế là đi đòi tiền là không được à? Vâng. Cháu Đức xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực có nhận được một cái phần quà là của bác Lê Quang ở dưới Hà Nội, là nhờ cháu Lực chuyển tới cho em Hưng, bố mới chết, mẹ bỏ đi cô bác ạ. Tại hôm nay thì cháu Lực xuống thì cũng có cầm thuôn một cái thùng quà rồi. Thùng quà này thì nếu mà như các bác có theo dõi được thức phim trước thì các bác cũng đã biết rằng là cháu Lực đã bóc ở nhà em Quân rồi. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là cháu Lực chỉ lấy nguyên cái phần quà của nhà em Quân ra thôi. Và những cái phần quà của em Hưng thì cháu Lực lại tiếp tục để vào trong và đem xuống nhà em Hưng để trao cô bác. Đấy, bây giờ thì cháu Lực đang trên con đường mà đi lên trên nhà em Hưng rồi. Thì cháu Lực muốn ghi hình lại cho tất cả các bác cùng biết về cái cuộc sống và hoàn cảnh của em Hưng cô bác. Hoàn cảnh của em Hưng thì là hoàn cảnh mới cháu Lực vừa mới chia sẻ lên thôi cô bác ạ. Nếu như các bác vừa mới theo dõi thì các bác chưa có biết về hoàn cảnh của em Hưng thì cho cháu Lực xin được phép tóm tắt lại thêm một chút cô bác nhé. Hoàn cảnh của em Hưng thì cũng phải nói là một hoàn cảnh mà khá là éo le cô bác ạ. Em Hưng thì từ nhỏ lúc mà sinh ra ấy, thì sinh ra được 2 tuổi thì mẹ của em đã bỏ đi Trung Quốc rồi và để lại em Hưng là mẹ em Hưng là để lại em Hưng với lại chị gái của Hưng nữa là ở với bố. Nhưng mà không may là trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì bố của em cũng gặp tai nạn và bị chết rồi cô bác ạ. Đấy, gặp tai nạn ở đây là gặp tai nạn ở ngoài ấy, không biết là đi đâu về, xong là bị chấn thương sọ não, xong là chết tại chỗ luôn cô bác ạ, rất là tội. Đấy, trong khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực chia sẻ lên thì cũng được các bác quan tâm tới hoàn cảnh của em Hưng, hoàn cảnh của em Hưng và gửi rất là nhiều phần quà cho cháu Lực. Đấy, không biết là hôm nay lên thì có gặp em Hưng là ở nhà không cô bác ạ. Hưng thì ở trong một cái ngôi nhà mà như mà các bác, nếu mà các bác theo dõi được rằng là nếu mà trong thời gian tới khi vào mùa mưa mùa bão ấy thì ở trong ngôi nhà này rất là sợ cô bác ạ. Có vẻ như là ở dưới sàn nhà thì có những chỗ thì cháu Lực nhìn thấy là đổ bê tông lên đấy cô bác, nhưng mà hầu như là nó đã bị bật ngửa trở lại hết rồi. Như mấy cái cột này thì các bác cũng nhìn thấy là những cái viên gạch thì nó cũng đã bung ra. Này thì không biết là em Hưng có ở nhà không. Thấy có vẻ như là cửa là đang khóa cô bác ạ. Cháu Lực sẽ để phần quà ở đây đó. Một tí nữa thì đợi em Hưng vào thì cháu Lực vào nhà sau cô bác ạ. Đây, ở trong nhà thì khá là trống trải cô bác ạ. Hầu như là không có một cái con vật nuôi nào nữa cả. Đây, ở dưới sàn nhà thì hiện tại là có còn khá là nhiều củi. Củi ở đây thì hôm nọ là khi mà bố của em ấy mất ấy, thì được các bác là các bác hàng xóm ấy lấy lên cho. Vừa rồi cháu Lực có phát hiện ra một cái gì phải nói là cực kỳ mà như kiểu là như kiểu một đấm mộ hay sao cô bác ạ. Thì không biết là em cameraman em có thể soi xuống cho các bác cùng xem này. Đắp một cái mô đất nhỏ và kèm theo đó thì có cả một que hương nữa. Cái này thì một tí nữa cháu Lực sẽ hỏi em Hưng xem là làm về cái gì cô bác. Bây giờ thì ở nhà chờ đợi em Hưng đã, xem là em Hưng đi đâu. Em Hưng thì không có điện thoại, thành ra là rất là khó liên lạc cô bác.
cháu Đức sẽ đi xuống dưới nhà ở dưới kia để hỏi đã xem là em Hưng có ở nhà không. Thì có lẽ là bây giờ cháu Đức sẽ phải là dừng ghi hình lại một chút cô bác ạ, để một tí nữa gặp em Hưng thì cháu Đức sẽ ghi hình sau. Đấy, vừa rồi đi xuống dưới nhà hàng xóm thì không thấy thấy bảo không thấy em Hưng đâu cả cô bác ạ. Thấy bảo là hồi sáng thì em Hưng là có đi hộ người ta làm cái gì đấy, nhưng mà xong là đến chiều nay thì không thấy. Có vẻ như là em Hưng không biết là chạy từ đâu về cô bác này. Đi đâu về Hưng? Ai đuổi? Đâu? Đây, vừa rồi em Hưng bảo là có người đuổi cô bác. Cháu Đức chạy đi về nhà xem là em ấy. Bảo là ai đuổi? Hưng ơi! Đâu rồi? Mở cửa cho anh nhé. Vừa mới bảo có ai đuổi. Hả? Người ta đuổi làm gì? Người ta xem nào. Cho anh hỏi nào. Người ta đuổi nó ra mà đuổi đánh. Hôm nọ em đi hộ người ta cấy thì em đi đòi tiền người ta không cho. Người ta còn đánh. Người ta còn đánh nhá. Đâu nào, anh nhìn sang đằng sau này hình như kiểu là lấy đất ném á. Thế là đi đòi tiền là không được à? Là ai là ném ở xa không? Có chứ kia. Có phải ở trong xã này không hay là xã khác? Xã kia. Vâng. Ở bên kia suối à? Vâng. Vừa rồi thì cháu Lực gặp em Hưng các bác, em Hưng chạy từ bên kia sang bảo là có người đuổi đánh. Thế là đi ra ruộng để đòi. Vâng. Xong là người ta lấy đến. Thế là vừa rồi đi là bị người ta là không trả tiền à? Vâng. Hôm nọ đi làm được mấy ngày mà người ta không trả tiền? Được 2 ngày ạ. Được 2 ngày à? Vâng. 2 ngày thì được bao tiền tính ra ấy? Một ngày được 100 không? Không được đâu ạ. Thế một ngày được bao tiền? Được 50.000. 50.000? Vâng. Thế là 2 ngày 100 thì người ta cũng đuổi đánh. Vâng. Hay là người ta không muốn cho ấy? Không cho. Có vẻ như là người ta không muốn cho các bác ạ. Thì ra thì thấy là em ấy đi từ bên kia sang là chân tay là lúng hắm hết cả bùn. Dép thì vừa rồi là thấy là chân nọ sọ chân kia. Đằng sau thì em quay ra cho các bác nhìn này. Lấy đất để mà ném. Là không cho em Hưng ở đấy. Thế là xong đuổi thì mới chạy à? Vâng. Bằng tuổi em hay là lớn rồi? Lớn. Lớn à? Vâng. Tầm thanh niên không, bằng tuổi anh không? Có. Có à? Vâng. Thế em đi đòi bố mẹ của thanh niên kia hay là đòi cái anh thanh niên kia? Đòi anh bảo đi làm cùng, đi làm hộ anh trả tiền. Thế là không cho à? Vâng. Hôm nọ là đi cũng đi cấy. Vâng. Có vẻ như là bị phải nói là có một số ở đây thì cháu Đức không có nói chung cả các bạn, có một số thanh niên thì tính rất là xấu. Biết là các em là có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn rồi, lừa các em đi làm cùng, thành ra là đến lúc mà các em đi đòi tiền thì lại dọa đánh này kia. Đấy, hôm nay thì anh xuống để anh có gửi cho con Hưng thêm một phần quà nữa. Hưng khoanh tay chào các bà đi. Cháu chào con các bà. Có luôn đi thay quần áo luôn không? Đi thay cái bộ mới á. Đấy, giờ Hưng cho Hưng đi thay cái bộ mới đó. Ngồi là bị ướt hết rồi cô bác. Anh kiếm nước. Rồi, đi tắm qua đó đi. Thấy có vẻ như là chân tay là dính hết cả bùn đất rồi cô bác. Bây giờ thì đợi Hưng đi tắm về cháu Đức sẽ bóc cái phần quả này sau cô bác nhé. Đây, vừa rồi thì em Hưng cũng mới đi tắm về xong cô bác ạ. Cháu Đức xuống bắt gặp em thì theo như em ấy kể rằng là đi làm cho người ta đấy là bị người ta không có trả tiền, xong là còn đuổi đánh nữa. Có đánh chúng ở đâu không? Không ạ. Không à? Vâng. Em đi thì em nói như nào với người ta mà? Em bảo là hôm nọ em hộ anh thì anh trả tiền em đi, xong anh bảo là không cho thì em cứ đòi thì anh đuổi đánh. Không cho thì là đòi để đánh à? Vâng. Có thể là như bạn kia
cô bác ạ, là biết hoàn cảnh của Hưng như thế này rồi, thành ra là biết là em Hưng không có nơi nào để mà nương tựa nữa, không có ai để mà dạy dỗ nữa, cho nên là sinh ra cái kiểu mà câu nói mà lừa đi làm là không có cho nữa. Thế bây giờ thì cháu Lực xin được phép là bóc cái thùng quà của bác Quang Lê ra. Ở đây là bác Quang Lê là gửi cho em nhé. Ừ. Bác Quang Lê là Lê Quang. Bác Lê Quang là ở dưới Hà Nội kia. Hôm nọ thì nếu mà các bác có theo dõi được thước phim trước thì em Quân cũng đã bóc ra rồi đấy, nhưng mà đến nhà thì cháu Lực lại dùng băng dính để mà dán lại. Đấy. Đấy, khá là nhiều luôn rồi. Xem này. Cái phần quà là của hai ông cháu. Của hai ông cháu Mạnh các bác ạ. Đấy, thì cháu Lực sẽ để vào đây. Đấy, còn phần quà là phần quà của em Hưng nhá. Em Hưng 16 tuổi nhá. Đấy thì ở trong là sẽ gồm là đây là bánh này. Đấy, bánh thì lúc nào mà em đói thì ăn nhá. Đây. Em có thích bánh không? Muốn ăn bánh không? Có. À. Đây, rất là nhiều kẹo luôn. Đấy, và thêm là cả bánh gạo nữa. Đấy, và hình như túi đây là túi quần áo sao các bác ạ? À, đây cũng kèm theo đó, đây là xà phòng sát khuẩn màu vàng, xà phòng tắm. Cái này là em ăn độc ở đây nhá, là xà phòng dùng để tắm nhá, mình tắm gội đầu nhá. À, tắm, dùng để tắm thôi, không phải là gội nhá, không phải là dầu gội. Hôm nọ thì anh hình như là anh mua dầu gội cho em rồi đúng không? Đấy, thì dùng cái gì đấy là dầu gội, còn cái này là dùng để xà phòng tắm nhá. Đã từng ai gửi quà cho em như này chưa? Chưa. Chưa. Khi mà em nhận được những phần quà thì em có thích không? Em có. Có. Đấy, đây là thêm quần áo nữa. Đây là quần áo dài tay nhá, để em mặc nhá. Đấy. Đây. Đấy, anh sẽ xin phép là mở ra từng cái một nhá. Đấy, áo này thì hầu như là áo nào cũng còn là rất là mới nhá. Đấy, đây này. Đấy, đây này. Đấy. Còn cái áo này là áo áo này là đến tối tối thì em mới mặc được, tại vì là nó ấm ấm một chút đấy. Cái mùa này thì nó là vào mùa hè rồi. Cộng thêm đây là áo chống nắng nhá. Hôm nọ thì anh có mua cho Hưng là một áo chống nắng rồi đúng không? Vâng. Đấy, đây là thêm bác mua cho em thêm một cái áo chống nắng nhá. Lúc mà em đi lấy củi này, em đi làm này nhá. Đi làm thuê cho người ta thì mặc cái áo này đi nhá. Đấy, còn đây là quần nữa. Đấy. Còn đây là cái áo gió nhá, áo này ấy. Đấy, áo này sẽ là áo gió cho em để em mặc nhá. Còn đây là thêm là quần này, đây cũng là quần. Nhiều quần áo này thì có thích không? Có. Toàn quần áo mới thôi đấy. Đây thì cũng là áo, cái áo này thì phải đến mùa thu ấy thì mới mặc được. Áo này là áo thu chứ không phải là mùa đông mấy. Nhá. Đấy, còn đây cũng là áo này. Đấy, ở đây thì có mấy cái, thêm là hai cái nữa là áo mùa thu, cho nên là anh không có lấy ra đâu nhá. Đấy, xong rồi một tí nữa em lại cất vào, xong rồi để vào móc treo lên nhá. Hay nó bác thì vừa lấy gấp lại. Đây gấp lại xong rồi tí đằng nào tí em cũng treo đi mà đúng không? Tí em cũng treo lên đúng không? Tí em treo lên để gấp lại xong rồi treo sau. Hưng thì chưa từng bao giờ mà ai gửi tặng cho Hưng những cái phần quà cả, thậm chí là áo quần của em ấy mặc ấy thì em ấy cũng ít được là bố với lại mẹ mua cho. Bây giờ thì chỉ có bố thôi, còn là mẹ thì hầu như là không có còn nào quay. Bây giờ là không có ai, vừa rồi nói nhầm cô bác. Bây giờ thì hầu như là không có ai nữa rồi, chỉ có một mình em Hưng là khác là lủi thủi mà sống ở một cái ngôi nhà như vậy thôi cô bác. Ai phải nói là bác Lê Quang, bác rất là khi mà bác theo dõi những thước phim của cháu Lực thôi mà bác đã cảm nhận được rằng là em Hưng
mặc số áo bao nhiêu, bao nhiêu rồi, và mua tặng cho em Hưng. Hưng đã từng là ai gửi quần áo cho nhiều như vậy chưa? Em chưa. Em chưa à? Thế còn mua quần áo? Mua thì có. Có à? Là ai mua cho em? Chắc chị mua cho. Chị mua à? Chị mua thì mua cho em bao nhiêu cái? Mua một bộ. Mỗi năm là mua cho em một bộ thôi à? Thế còn như hôm nọ là anh đưa Hưng đi mua là mua nhiều nhất rồi à? Đợt đấy á? Vâng. Thế đợt này là bác Lê Quang bác ấy gửi cho thì cũng là gửi nhiều nhất à? Vâng. Vậy ở đây thì là cả cái tấm lòng của bác ấy gửi cho em. Bác rất là yêu quý thì bác ấy mới gửi cho em nhá. Đây, em bỏ vào trong này gấp gọn một chút. Còn là bánh kẹo thì em để lên trên bàn thờ cho bố một chút nhá. Vậy bây giờ thì em bỏ lên xong là xuống đây tí mình gửi lời cảm ơn tới bác sau. Cái này là không để lên bàn thờ đâu. Vậy em để lên cho bố một chút. Bố của Hưng thì cũng thực sự ra có bác cũng vừa mới mất thôi, chưa được một tháng đâu. Thế còn về cái này là sẽ dùng để mà em tắm nhá. Thế còn mấy cái ở nhà của em như này thì sợ có ai về trộm đi không? Nếu mà như biết mà em có nhiều quần áo đẹp thì người ta có trộm không? Em không biết được. Không biết được à? Thế thì là phải cẩn thận nhá. Thế còn cháu Lực cũng thay mặt em Hưng gửi một lời cảm ơn tới bác Lê Quang. Chúc bác cùng gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Thế cảm ơn bác trong thời gian qua đã luôn luôn đồng hành cùng cháu Lực. Hầu như là bác hoàn cảnh nào bác cũng đều gửi quà cho những cái hoàn cảnh đó rồi. Hoàn cảnh của em Hưng thì cũng mới, cháu Lực cũng mới chia sẻ lên cô bác. Thì em gửi một lời cảm ơn và một lời chúc tới bác Lê Quang nhé. Thì cảm ơn bác đã gửi cho mình bánh kẹo này, quần áo này, thêm là xà phòng tắm nữa nhá. Con xin cảm ơn ông ạ. Con chúc ông cùng gia đình thật nhiều sức khỏe ạ. Con rất là vui khi những phần quà ông gửi cho con. Con biết ơn rất là nhiều, con biết ơn ông rất là nhiều. Con biết ơn ông rất là nhiều. Vừa rồi thì em Hưng cũng gửi một lời cảm ơn tới bác Quang rồi. Và rất là mong bác sẽ thông cảm cho em Hưng. Bác ạ, phải nói là các bạn nhỏ trên vùng cao thì hầu như là tiếp xúc về cái môi trường mà giáo dục thì còn rất là ít, và khi mà tiếp xúc ấy thì các em còn rất là ngại ngùng và rất là rụt rè, cho nên là không có gửi được những cái lời chúc và những cái lời cảm ơn thật là sâu sắc gửi tới cho các bác cũng như là Mạnh Thường Quân. Tại hôm nay thì thứ nhất là anh đem phần quà của bác Quang xuống, và thứ hai thì anh cũng có đem theo một cái tin vui tới cho em nữa. Em có muốn nghe tin nữa không? Có. Có à? Hôm nọ thì theo như anh biết là nhà em nợ ngân hàng đúng không? Đấy, có một bác hỏi anh là khoản ngân hàng của em một tháng thì đóng bao nhiêu tiền? Em không biết ạ. Không biết á? Vâng. Thế mọi lần thì không phải là em đóng à? Vâng. Em mai thì em có thể là hỏi anh trưởng bác trưởng thôn nhá, xem là cái khoản ngân hàng của em một tháng là đóng bao nhiêu tiền. Đấy thì có một anh, một bác là Hà Nội. Bác là lấy sổ ra xem không biết hay không. Lấy sổ à? Sổ có ở nhà không? Ở nhà bác cầm ạ. À, lấy bác cầm rồi. Rồi thế thì để em đợi bác về rồi em lấy sổ ra xem nhá. Xem là một tháng là bao nhiêu tiền rồi thế bảo cho anh nhá. Thì anh bảo với lại một bác ở Hà Nội là bác có hỏi anh rằng là muốn biết là cái phần ngân hàng của nhà em là đóng bao nhiêu. Rồi thì anh bảo với lại bác. Đấy, và thêm nữa thì trong khoảng thời gian vừa rồi anh xuống chia sẻ đấy thì là có một bà là bà bé và có gửi cho em là 5 triệu đồng. 5 triệu đồng để vào quý. Ở đây thì anh sẽ không trao cho em luôn đâu nhá. Anh sẽ giữ lại bao giờ mà số tiền đấy đủ là 21 triệu à? Như bây giờ 21 triệu. Mày trao mày đúng không? Thế anh thì nợ nộp lãi là 1 triệu rưỡi. À, nợ là nộp lãi là 1 triệu rưỡi à? Vâng. Thế 1 triệu rưỡi đấy thì hôm nọ là lấy tiền đâu ra?
Hôm nọ có người ở trên xã hỗ trợ. Chắc là được bên xã người ta hỗ trợ cho ban phụ nữ. Ban phụ nữ à? Vâng. Ban phụ nữ là quyên góp mỗi người là một ít tiền, thành ra là được 1,000,000 sao triệu ấy? 9. Được 1,9,000 à? Vâng. Thế 1,9,000 thì người ta cũng lấy trừ luôn vào đấy đúng không? Vâng. Trừ đấy trừ dưới còn 400 thì ông cầm 300,000 để còn xem tháng sau lại nộp tiền lãi nào. Nộp tiền lãi à? Thế còn 100,000. Còn 100,000 thì đưa cho em. Đưa cho em đi thì em lấy để làm gì số tiền đấy? Em đưa cho bác cầm ạ. Đưa cho bác cầm à? Ừ. Thế thì từ trước đến hôm nọ đến hôm từ trước đến bây giờ thì em vừa đi làm này, anh vừa gửi cho các em nữa, các mạnh thường quân gửi cho em nữa, thì bây giờ em tiết kiệm được bao nhiêu? Được 1,000,000 không? Tiền đấy, được tầm 1,000,000 không? Có. Được 1,000,000 à? Ừ. Tiền đấy thì cứ giữ để đấy nhá. Ừ. Để lúc nào mà em mà ốm đâu thì còn biết dùng cái đấy, lấy cái đấy để phải dùng nhá. Đấy, và còn thêm nữa thì hiện bây giờ thì anh sẽ cầm tiền quý của em là 5 triệu đồng nhá. Anh sẽ xây dựng cho em một cái quý để lúc nào mà được tầm trên là 20,000,000 thì anh sẽ đi vào và giả tiền cái khoản ngân hàng cho em nhá. Đấy, hiện tại thì hoàn cảnh của em Hưng thì đang có cháu Lực với lại bạn Giang là chia sẻ, thì không biết là canh bạn Giang thì được bao nhiêu tiền rồi. Đấy thì hai anh em cũng đã trao đổi điện thoại với nhau và số tiền khi mà các bác gửi lên cho ấy thì là chúng con sẽ xin được phép là cầm lại và để vào quý, để đến lúc nào mà số tiền đấy đủ giãn nợ thì cháu Lực với lại bạn Giang sẽ tiến hành vào là hai kênh để gộp lại với nhau để giả cái khoản nợ cho em Hưng. Thứ nhất bây giờ là sẽ giả vào cái khoản ngân hàng trước, tại vì là khoản ngân hàng thì nó để ra lãi đúng không? Không, khoản ở ngoài nữa. Khoản ở ngoài nữa? Một tháng nó 400,000. Khoản ở ngoài là một tháng 400,000. Ừ. Khoản ở ngoài thì hôm nọ là 20,000,000 ấy. Em không nhớ. Không nhớ? Ừ. Thế em phải hỏi đi chứ, em phải hỏi được bây giờ số tiền bố em còn nợ ở ngoài là bao tiền ấy thì như thế nào thì các anh nên chia sẻ thì các anh mới biết giúp số tiền là bao nhiêu chứ. Bây giờ các anh cứ xin mà số tiền mà 25,26 à? Mai lúc nào mà anh xuống hỏi thì em phải là chắc chắn cho anh số khoản số tiền là bao nhiêu nhá. Vâng. Bây giờ thì anh cứ cho là 26,000,000 đi. 26,000,000 cộng thêm là 21,000,000 đi. Ừ. Còn bằng tiền nợ người ta 47,000,000. Làm đám ma cho bố nữa. Làm đám ma? Ừ. Làm đám ma cho bố thì hôm nọ là vay ai làm? Mượn xong rồi cứ viết sổ lên là cộng vào nhau là nó thành 20,000,000. Là tổng tất cả là 20,000,000 đúng không? 27 sao ấy. 27 là cả khoản ở bên ngoài, cả khoản đám ma đúng không? Ừ. Không phải mỗi tính mỗi đám ma. Mua con lợn các kiểu. Gạo nhiều. Thế là bây giờ em chẳng nợ nhiều tiền lắm mà bao giờ mới giả hết thế? Em không biết. Thế thì bây giờ cô bác ạ, cháu chia sẻ cái cuộc hoàn cảnh của em Hưng được bao nhiêu và các bác gieo duyên cho em Hưng là bao nhiêu để cháu được đi vào giả cái khoản đấy trước. Còn chuyện về sau này thì là để sau này tính sau, chứ bây giờ tính trước thì cũng thật sự rất là khó. Tại vì là kênh của cháu Lực thì cũng còn là rất là nhỏ, để mà gọi được một số tiền như vậy thì cũng phải nói là các bác rất là tin tưởng và các bác phải yêu quý em Hưng thì các bác mới giúp đỡ được cho em Hưng như vậy được. Em gửi một lời cảm ơn tới bà bé nhá. Bà bé gửi tiền cho mình là 5,000,000 để mà để vào quý nhá. Bà bé. Đúng rồi. Cháu Hưng cảm ơn bà bé ạ. Đấy, bây giờ thì gửi cho bà bé một lời chúc thật nhiều sức khỏe đi. Cháu chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Đấy, bà thì ở tận bên nước ngoài cơ. Ừ. Đấy, chứ không phải là ở bên Việt Nam, ở bên Mỹ cơ. Ừ. Đấy. Chắc là nếu mà các bác theo dõi thường xuyên về những thước phim mà cháu Đức đăng tải lên thì các bác cũng không có xa lạ gì với lại bà bé nữa. Bà bé thì rất là phải nói là đồng hành cùng cháu Lực rất là nhiều, hình như là hoàn cảnh nào cũng có tên của bà bé đồng hành cùng cháu Lực. Không chỉ riêng bà bé mà còn là rất là nhiều các bác mạnh thường quân nữa cô bác ạ. Phải nói là tuy mà kênh cháu Đức còn ít người đăng ký nhưng mà được các bác
Mạnh Thường Quân là ủng hộ cháu Lực rất là nhiệt tình. Hầu như là hoàn cảnh nào mà cháu Lực đi chia sẻ thì cũng đều là có quà. Không có quà thì đều được các bác là hỗ trợ rất là nhiều. Các bác ạ, phải nói là trong năm 2023 vừa rồi thì cháu Lực có giúp đỡ được hoàn cảnh của em Cương với lại của em Sử rồi. Mỗi em là một cái ngôi nhà, và mỗi em thì là có một cái tình cảm mà các bác dành tặng là khác nhau. Cô bác ạ, à, cháu Lực cũng mong làm sao mà các bác cùng nhau chung tay để giúp đỡ được cho em Hưng thoát khỏi cái cuộc sống mà nợ nần một chút cô bác ạ. Hiện tại thì em có thể là còn là còn khá là nhỏ thôi, năm nay mới chỉ có là 15 tuổi thôi. Đấy, nhưng mà sau này lớn lên thì em ấy vẫn sẽ phải là giả hết. Không giả thì người ta sẽ lấy phần là ruộng đất của nhà mình. Nếu mà lấy phần là ruộng đất của nhà mình nữa thì coi như là Hưng là không có gì hết cả. Đấy, ruộng này lấy phần rừng của nhà mình nữa, coi như là em ở xá này là không có gì cả ngoài cái miếng đất làm nhà nữa. Hay không có, không biết là nợ ngoài nhiều quá, đến lúc mà người ta làm căng thì không biết là nhà, miếng đất làm nhà thì có còn được ở nữa không có bác. Rất là mong là các bác sẽ gieo duyên tới cho em Hưng các bác nhá. Đấy, bây giờ thì em cất này những cái đồ này đi nhá. Đấy, còn cái thùng này anh sẽ để lại cho em. À đây, bao tải nữa. Xong là em dọn mấy cái quần áo kia. Dọn những cái quần áo này. Để hết vào thùng này đi. Đấy, túi bóng này, quần áo này. Quần áo này thì khá là nhiều đấy. Ngày mai thì đi kiếm thêm bao tải nhá. Mai lấy đi đốt. Nhưng mà mấy cái áo này là mấy cái áo của ai? Của em. Của em à? Của em. Không còn dùng được à? Vâng. Không còn dùng được thì giặt nó lại ra để mà đem để vào túi bóng đi nhá. Không được lấy đốt. Ôi dồi ôi, chỗ này thì có vẻ như là thùng khá là nhiều đây này. Chỗ này thì hình như là cái gì đập chúng ấy hả Hưng? Đây này. Trước có mưa đá. Mưa đá? Ừ. Ôi dồi ôi, đập hỏng luôn cả một tấm pro đâu các bác. Hầu như là nhà của em Hưng là thùng rất là nhiều cô bác ạ. Đấy, treo lên trên này đi. Cái quần áo dài tay này thì để mà mặc đi ra nương ra rừng nhá. Vâng. Tức là cái thẻ này là thẻ ông nọ là đi làm công ty à? Không, thẻ của chị. À, là chắc là cũng đi làm công ty à? Em đi làm thì giả người ta rồi mới được về. À. Ngay trong nhà mà đi mà không cẩn thận là bị đâm vào chuồng luôn cô bác này. Đấy. Chân cháu Lực thì có vẻ như là khá là nhỏ thôi, đấy, đâm được vào. Ngày mai thì dọn dẹp nhà cửa cho nó sạch sẽ một chút nhá. Ừ. Đừng để lúc nào anh vào cũng có rất là nhiều như kiểu là trong nhà như kiểu bãi rác này nhá. Ừ. À, khi mà anh ghi hình lên thì các bác không có thích đâu ấy. Cái này là dùng để làm gì đấy? Bắt cá. Bắt cá. Ừ. Thế là đây là trước em với ai đi với bố à? Vâng. À, là dùng cái này để bắt cá. Vâng. Bắt cá này thì đem đi bán được không? Cái này á? Ờ. Cái lưới này á? Đúng rồi. Không, mình có bao giờ bắt cá được không? Có. Có à? Ừ. Có vẻ như là em Hưng thì là nhà ở gần gần suối của bác thì là có những cái dụng cụ mà đi bắt cá như này để mà kiếm được đồng tiền đi kiếm được đồng tiền để mà còn dùng cái tiền đấy để mà đóng lái này, xong cũng như là trả nợ mọi cái nữa. Thì anh để đây cho Hưng nhá. Vâng. Đấy, lần sau thì là dọn mấy cái quần áo cũ này đi nhá. Cái nào mà cảm thấy nó rách quá rồi thì cứ bỏ vào bao tải đi nhá. Vâng. Rách quá không có dùng được ấy thì là để vào làm để rau, nếu mà nhiều quá thì có thể là đem đi đốt đi cũng được. Ở đây có bác này, mục hết rồi. Đấy, không mong sao là chia sẻ cái những hoàn cảnh nào mà những hoàn cảnh cháu Lực đi chia sẻ có thể là giúp đỡ được ạ. Xây dựng một cái ngôi nhà khang trang như nhà em Sử cả. Cũng chỉ mong muốn rằng là chia sẻ những hoàn cảnh đấy lên thì được các bác yêu quý là giúp đỡ những hoàn cảnh đấy để mà thoát khỏi ra cái sự u ám, cái sự mà cũng như là trong nợ nần đó thôi cô bác. Nhà Hưng thì nếu mà trong thời gian tới thì mưa đá gió to và có dám ở trong nhà không ấy Hưng? Không ạ. Tức là trốn đi xuống gầm sàn để mà ở à? Vâng.
em Hưng là năm nay là 16 tuổi đó các bác, nhưng mà cũng còn là rất là nhỏ con thôi, có vẻ như là bị còi rồi. Thế là hôm nay là đi bị người ta đuổi thế thì còn có dám sau có dám đi đòi tiền nữa không? Không ạ. Không dám đi đòi tiền nữa. Vâng. Thế vừa rồi người ta đuổi ra đến tận đâu? Tận bên kia. Tận bên kia? Vâng. Thì có thể là đuổi ra đến đây là thấy cháu Lực ở đây hay là gần nhà Hưng ấy, sợ rằng là có các bác Hưng ở nhà thì nên là mày không có dám vào nhà nữa, chứ không là người ta còn đuổi nữa. Vừa đuổi là vừa dùng bùn để ném à? Vâng ạ. May là không có dùng đá để ném ấy, nhưng mà dùng đá để ném thì sự việc nó còn sẽ nghiêm trọng hơn cô bác ạ. Có thể là anh ấy cũng chỉ là dọa cho Hưng để lần sau Hưng không dám về đòi tiền nữa. Thế buổi tối nay thì Hưng ăn cơm với gì Hưng? Em ăn một cơm. Tối nay là ăn một cơm thôi à? Vâng. Cái góc bếp mà nhỏ nhỏ của em Hưng này cô bác ạ. Vào trong nhà của Hưng thì không thể tránh khỏi được rằng là những cái tiếng ồn cả. Tại vì đi thì rất làm kiểu bằng tre này. Tre này thì không có được buộc xuống hẳn hoi thì nó cũng rất là kêu to cô bác. Đây. Xách một xô nước từ nhà bác lên ra đây để mà nấu cơm nữa cô bác ạ. Xô nước này thì là để nấu cơm à Hưng? Vâng. Treo hết lên chưa? Hết rồi. Treo hết rồi. Những cái túi bóng ấy thì những cái thùng ấy thì để gọn lại nhá, đừng để mà đem mà vứt đi. Đấy, để gọn lại như thế. Cái nào mà mặc được ấy thì em lựa ra để vào bao tải nhá. Còn cái nào mà không mặc được thì để vào bao tải khác. Em thưa cô bác, em Hưng thì cũng có thêm là hai chị gái nữa. Hai chị gái của em Hưng thì có một chị thì cháu Lực đã từng gặp rồi, còn có một chị thì cháu Lực chưa từng gặp. Đấy, nhưng mà cũng đã đi lấy chồng khá là xa rồi, thành ra là cái những cái số phận của các chị đi lấy chồng ấy thì cũng không có khá giả gì, cũng sống trong cũng thuộc dạng là chỉ đủ ăn thôi. Thành ra là không có lo lắng được cho em Hưng là nhiều. Em Hưng thì là con trai ấy, thì em cũng tự lo lắng cho cái bản thân của mình. Tại vì năm nay của em ấy thì năm nay của em nếu mà như so với các bạn ở trên rừng dưới xuôi ấy thì có vẻ như là khá là nhỏ ấy, nhưng mà các bạn ở trên vùng cao thì đã tự lập từ rất là sớm rồi. Đấy, khi mà ăn cơm ấy thì cũng có thể là ăn cơm không được. Đấy, nhưng mà khi mà nhìn vào thì rất là tội. Phần những cái phần tấm ván này thì cũng được là buộc lại bằng cái tấm nạt thôi. Tấm nạt này thì nếu mà để mà chắc chắn ấy thì cũng chỉ được tầm 1 năm là nó sẽ bị mục ra hết cả. Cái này là áo gì đây Hưng? Áo đen. Áo dân tộc. Áo dân tộc cô bác ạ. Truyền thống dân tộc Nùng thì hầu như là ai ai cũng có một cái áo như vậy, kể cả cháu Lực cũng thế thôi. Đây em cất vào trong kia đi. Đây đi ra phần phía bên ngoài của nhà em Hưng. Cái này thì để mà tắm rửa Hưng nhá. Để mà tắm giặt nhá. Vâng. Còn cái phần quà của em Mạnh thì cháu Lực sẽ đem về là cho em Mạnh sau cô bác ạ. Ở dưới này là làm gì đấy Hưng? Anh, em có thể ra đây chỉ cho anh xem chỗ này là làm gì. Ui, ở cái cầu thang này nếu mà đi mạnh quá thì còn chắc là bị đổ mà. Những cái cột nhà của Hưng thì hầu như là phải dùng rất là nhiều những hòn đá mà để mà kê lên đấy cô bác này. Trước thì có thể là kê lên một hòn thôi nhỉ. Đấy, bây giờ thì đến nỗi mà nó bị mục rồi, không còn dùng được nữa, phải cưa cái phần ở dưới đi xong là phải niền lại. Cái này thì là Hưng cho anh hỏi một chút ấy, thì đây là làm cái gì Hưng? Đây hôm nọ làm
Hả? Nó làm cúng. Làm cúng á? Vâng. Sao làm cúng như kiểu là một cái mộ đấy? Vâng. Đây là cúng về ai? Cúng về bố. Vật cúng về bố à? Sợ bố nó cứ bám theo hồn thì... À, ra đây, ra đây. Thì ông thầy mo định lấy cái cuốc bảo là nếu mà không thả linh hồn ra thì mới không sợ ấy. Thì ông thầy bói lấy cái cuốc ra, bỏ cái mộ ra, đập cái mộ. Bảo thế thì bố mới thả ra thì mới bây giờ là, cái này là... bây giờ bọn em mới không sợ. À, thì cái này là còn về cái gì đây? Về chai. Về chai á? Vâng. Đi nhặt về để em đi bán à? Vâng. Này thì đi tận đâu để mà nhặt? Đi trên kia. Một ngày thì nhặt được tầm bao nhiêu cân về chai? Nhặt được cái này thôi. Nhặt được cái này thôi á? Vâng. Này thì chắc là bán được rất là ít thôi cô bác ạ. Tại vì cái này nó là bằng nhựa đấy. Và thêm đó thì có thể khi mà cháu được chia sẻ hoàn cảnh của em Hưng lên thì cũng vừa mới làm phần ma cho bố xong ấy. Thì có phải nói là dân tộc và đồng bào thì có rất là nhiều những cái phong tục mà còn rất là cổ hủ của bác. Thành ra là khi mà cháu được chia sẻ lên thì cũng rất là mong các bác sẽ thông cảm cho cháu được cô bác ạ. Nó cũng như là một cái phong tục và tập quán không có thể mà bỏ được cô bác. Còn hôm nay thì cháu được cũng xuống và gửi cái phần quà của em Hưng và cũng thông báo cho em Hưng biết được rằng là em Hưng có một cái khoản quý mà rất là lớn rồi, là 5 triệu đồng của bà bé gửi vào rồi. Trong thời gian tới thì cháu được cũng rất là mong sẽ nhận được thêm những cái khoản hỗ trợ của các bác, phần trợ duyên của các bác gửi tới cho em Hưng. Ở đây thì khi mà cháu được đi chia sẻ những hoàn cảnh với cô bác, mỗi hoàn cảnh đó là một cái duyên đến với lại các bác mạnh thường quân. Đấy thì cháu được cũng không có biết làm thế nào để mà nó bằng nhau cả cô bác ạ. Và rất là cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở những sóng tiếp theo trên kênh nhà bản em. Xin chào cô bác. Thank you.